Mạnh ghép Thanh Cương gửi lời chào Thanh Cương đến quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chương trình Mạnh ghép Thanh Cương sẽ tiến hành ghép đôi cho hai anh chị, anh chị Loan đến từ chị Hoa. Chị Hoa chứ không phải chị Loan. Chị Hoa. xin lỗi. Chị Hoa đến từ thành phố Tây An và anh Hùng. Hùng. Đến từ thành phố Trà Vinh. Bây giờ chương trình sẽ cho anh chị có 20 phút để mình trao đổi tâm sự với nhau, để coi mình có thích hợp để tiến đến với nhau trong cái quãng đời còn lại không nha. Dạ. Bây giờ xin mời hai anh chị cứ tự nhiên cho chị trao đổi. Dạ. Anh hồi tên anh là Nguyễn Hùng. Dạ. Anh năm nay sinh năm 1964. Dạ, nhiêu tuổi? 58, 59 tuổi. Dạ. Em quê quán đâu? Em ở Tân Thạnh. Tân Thạnh. Dạ. Em xuống em xuống ở với thằng con ở dưới Long An dưới này nè. Dạ. Nhà cũng ở đó luôn, quê quán. Không nhà. Có nhà ở Tân Thạnh. Nhà Tân Thạnh. Dạ, thằng con nó xuống dưới này nó chạy xe tải rồi em ở dưới này với nó. Dạ. Dạ. Rồi ở dưới này em làm gì? Đâu có làm gì đâu. Dạ. Dạ. Không hả? Dạ không, không. Không thì sao? Con nó nuôi. Dạ. Anh thì quê ở Trà Vinh. Dạ. Nhưng nghề nghiệp của anh là làm ở an ninh du lịch ở Suối Tiên. Dạ. Tập đoàn Suối Tiên. Dạ, anh làm gì anh? Anh làm bên an ninh du lịch. Dạ. Dạ. Nói chung là anh ở quân đội ra. Dạ. Về hưu rồi. Dạ. Giờ anh chuyển qua anh làm an ninh của du lịch. Dạ. Cái nghề của anh là đi chúa. Dạ. Đi nhiều bất thường lắm. Dạ. Nhiều đi ngày hoặc đi đêm, tour đi đêm hoặc tour đi ngày. Dạ. Nó thay phiên nhau vậy đó. Dạ. Đi đêm ngày cũng đi đêm. Cũng cực vậy đó hả? Ví dụ ca mình đi có khi tuần hoặc nửa tháng. Dạ. Đi ca ngày, khi tháng đi ca đêm. Dạ. Vậy đó. Dạ. Ủa giờ anh ở đâu? Hiện giờ anh ở đâu? Chung là anh làm trên đó, anh ở tại cơ quan luôn. Dạ. Khi lâu lâu mới có dịp, có công chuyện gì á anh mới về Trà Vinh. Trà Vinh là nhà của anh hả? Nhà Vinh là nhà Trà Vinh. Dạ. Ủa chị em sao rồi? Chung là anh em chị em là 8 anh em, 8 anh chị em rồi. Dạ. Mười mấy nhưng mà mất đi hết, còn 8 anh chị em. Thì nói chung cũng ra riêng hết rồi. Dạ. Anh trước cũng có một đời vợ. Đời vợ nhưng mà lúc anh còn ở bên chiến trường Campuchia. Dạ. Vợ đi viện HO á. Dạ. Nói chung là đi luôn thì không về. Không có về. Đến hôm nay đi hồi năm 86 tới nay. Dạ. Cho nên anh ở vậy, nói chung thì cũng có quen biết qua lại thôi, chứ còn tiến tới xa nữa thì không có. Dạ. Còn rượu chè thì nói chung là trong cái ngành của anh là không có uống rượu. Dạ. Thì cũng biết vậy, nhưng mà dạ, khi có đám tiệc gì ở quê hay ở nhà gì đó mới có
nó có dùng chút đỉnh thôi chứ còn tuyệt đối là trong cơ quan là không có dùng rượu được. Dạ. Anh ở đó có nhà rồi có vườn gì không? Ở quê hả? Ừ. Ở quê anh thì nói chung vườn thì không có, chỉ có trước là đất đai rồi lúc cũng giàu già còn sống là đất đai nói chung là làm rẫy thôi. Dạ. Trồng hoa màu rồi này kia đó chứ còn không có ruộng. Dạ. Nhà cửa thì nói chung là anh chị em ai cũng có nhà cửa hết rồi. Dạ. Riêng đó, riêng anh thì ở cái nhà tình nghĩa nhưng mà anh còn một bà chị ở chung. Dạ. Bà chị thứ năm. Dạ. Bà nay bà cũng lớn tuổi rồi. Dạ. Cũng ở chung với anh. Bà chị không có chồng hả? Có chồng nhưng mà hai chồng cũng quá già rồi. Cái nhà đó là nhà tình nghĩa đó, nhà nước cắt cho anh. Dạ. Do hai chồng già đó anh đi làm rồi để cho hai chồng anh với chị ở. Dạ. Ở như đó, nhà trong nhà có nhà rồi vậy đó. Dạ. Nói chung anh cũng có nuôi cũng tới lui cũng có cho tiền này kia bà chị rồi này kia xài. Dạ, chị không có làm gì hả? Chung là bà cũng có con có mấy đứa nhưng mà nó làm xa hết rồi. Dạ. Nó làm Bình Dương Bình Phước rồi này kia, nó lập nghiệp ở đó, nó có gia đình ở đó. Anh thì tới lui về thăm nom vậy thôi chứ còn mấy đứa con quá thì nó cũng có chồng có vợ, nó lập gia đình xa hết. Dạ. Lâu lâu nó cũng tụ họp về có đám tiệc rồi đó. Dạ. Mà anh làm cho nó thì ở trong cơ quan luôn. Dạ. Anh ở đó anh ở riêng mình anh hay gì? Tiền không ở nhà tập thể. Dạ hả? Dạ. Ở nhà của đội á. Dạ. Rồi chị anh thôi chị bao lâu rồi? Hả? Anh thôi chị bao lâu rồi? Thôi năm 86 tới giờ. Dạ hả? Và anh mà cũng có chồng có con có cháu nội cháu ngoại luôn đó. Trời. Dạ. Ở Mỹ. Dạ. Nó đi viện HO đi theo gia đình mà. Ừ. Dạ. Tới nay là anh cũng không có đi làm không mà cũng nghèo, gia đình cũng không có khá giả, đi làm tăng ra bộ đội rồi đi làm luôn tới giờ. Dạ. Dạ không có dòm, không có tính cái chuyện thấy, nhưng cuối cùng giờ thấy mình cũng lớn tuổi rồi, muốn kiếm một cái người sau này hữu hỷ tuổi già rồi kia đó. Dạ. Thế em cũng vậy, em nói thấy tính nở vậy thôi không bước bước nữa mà thấy sống hiu quạnh quá rồi giờ mới đi lên chương trình này nè, rồi hôm hỏi mấy mới biết đó, đâu biết đâu. Dạ. Em nay nhiêu tuổi rồi? Em 58 rồi. 58. Tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Em tuổi Tỵ. Anh tuổi gì? Anh tuổi anh tuổi Dần. Dạ. Nhưng mà trong giấy ấy, trong giấy thì tranh 64 hồi đó làm chục tuổi á. Dạ. Tuổi thiệt thì tuổi thiệt thì nó tuổi Dần. Dạ. Rồi cuộc sống gia đình thì ở quê có làm gì không? Nhà. Hồi đó ở quê thì cũng làm, bây giờ về ly đi lên này con nó không cho làm. Lên này con nuôi hả? Dạ. Con nuôi ở nhà con hay là ở nhà trọ? Ở nhà trọ anh, vì dạ. nó chạy xe tải á. Ờ, mướn nhà trọ hả? Dạ. Thì con có gia đình chưa? Có rồi. Có rồi, có được đứa cháu nội, 3 tuổi rồi. Rồi như em giờ tôi tính, nếu mà được đó thì em tính ở đâu? Thì dạ. thì dạy bên bên anh sống chứ sao.
nên thì nói chung là sống ở dưới quê thì nói chung cũng không, không có chuyện gì để làm, thành ra anh phải lên thành phố anh làm. Dạ. Anh làm thì lâu lâu anh mới có về. Dạ. À, khi thời gian mà có phép á, để phép để dồn lại á, thì đi làm. Dạ. Chứ rảnh thì cũng chạy tới chạy lui, về tới chạy tới lui. Dạ. Cũng khó khăn. Thì giờ lên đây thì nói chung là mình lên đây thì muốn tìm cái mảnh ghép để ấy, nhưng em giờ thấy anh sao? Thì thấy mới biết đây thì cũng đâu có biết gì đâu, để tìm hiểu đi. Thì bây giờ trước mắt thì mình tự tìm hiểu đi. Dạ. Từ từ chứ đâu có vội đâu. Dạ. Cứ tìm hiểu nhau ha. Dạ. Chứ bây giờ lớn tuổi cũng đâu có đòi hỏi gì. Dạ. Nói chung là làm thì làm ít làm nhiều cũng phải làm. Dạ. Thôi. Ở tại thị trấn Tân An luôn hả? Dạ, ở tại thị trấn. Dạ. Dạ. Nãy anh ở thành phố anh đi xuống. Anh xuống sáng giờ. Xuống nãy mắc mưa, trời mưa quá trời. Dạ. Rồi, em mấy đứa cháu? Em có một thằng. Có một thằng trai hả? Dạ. Nhiêu tuổi rồi? Năm nó 34 tuổi rồi. Dạ. Tài xế chạy xe gì? Cho ta thấy rồi xe du lịch rồi nó chạy đủ thứ xe. Dạ. Rồi nó có mấy đứa cháu rồi? Con đứa hả anh đây? Đứa cháu nội. Dạ, con đứa. Em hai thằng nữa rồi, giờ chết một thằng rồi, còn một thằng. Em lên đây vậy rồi con nó có đồng ý không hay là nó hỏi mà thì nó làm thinh không biết đâu. Có gì cái gì đã lên đây rồi là mình phải cho nó rõ ràng. Thì cho em nó cũng nói chính xác. Em nói nó chứ đâu có nói là em nói nó cái nó nói mẹ làm gì mẹ làm chứ giờ vu vơ là không được, hiểu không? Dạ. Cái bị gì cái chuyện mình đó là lên đây là mình tìm lại cái quãng đời còn lại. Dạ. Thì đâu đó nó phải rõ ràng. Dạ. Chính xác. Bản tính của anh đó là anh cũng nói luôn, anh là bản tính người là lính của quân đội. Dạ. Ăn ngay nói thẳng, có gì nói đấy. Em cũng vậy, em thiệt tình lắm. Chứ không có giấu giếm gì hết. Tên bản tính anh là vậy. Dạ. Nghèo mình nói nghèo, rồi giàu nói giàu, chứ không có nói. Bởi vì giờ giàu cũng không có cần thiết. Giàu hay nghèo, yêu nhau không cần thiết giàu nghèo. Dạ. Yêu cầu biết làm ăn là được hết. Dạ. Dù giờ mình làm không ít, mình làm không được nhiều thì làm ít. Ừ. Vậy thôi cũng đủ ăn. Dạ. Không có gì hết. Dạ. Anh nói chung là anh không có chê khen ai hết. Nhưng mà cái hoàn cảnh ai cũng phải có cái hoàn cảnh hết. Dạ. Chứ không phải ai không có. Chứ bây giờ từng tuổi này rồi đòi hỏi tài sản để làm gì. Anh cũng không có thích tài sản ai. Nghèo giàu anh không có thành vấn đề. Dạ. Mà hai bàn tay mình làm gầy dựng lên sống. Dạ. Vậy thôi. Nhờ sống 5-10 năm nó hên lắm, được 10 năm cũng không hên, cũng dài 3 năm thì xui, hên xui thôi. Giờ yeah. đâu có còn bao nhiêu nữa. Thì giờ sống khoảng đời còn lại được bao nhiêu tính bao nhiêu thôi. Yeah. Chứ mình đâu có tính trước được. Thì giờ đến đây thì có cái duyên thì mình đến với nhau được thì tâm sự từ từ tìm hiểu. Yeah. Được thì mình tiến xa hơn nữa, còn không được thì mình làm bạn cũng thế thôi, đâu có gì đâu, bạn bè bình thường, cũng có thêm một người bạn cũng vui. Dạ. Ừ. Anh Hùng mới lên đây lần đầu hả? Anh mới lên lần đầu tiên thôi, hồi đó giờ anh chưa có lên cái clip nào hết trơn. Anh cũng ít có chịu ghi hình lắm. Dạ. Dạ, không có chịu lên rồi mấy
đứa trong cơ quan cứ thúc đuổi kêu là lên đi kiếm cho chắc ăn rồi thôi thiệt lên đây lên. Thì nó thiệt tình nói chung mình không sợ lầm. Dạ chứ rồi anh Nam, bà chị thứ mấy, bà chị thứ mấy ở nhà anh? Bà chị thứ năm. Dạ hôm nay cũng bảy mấy rồi. Dạ và hai anh chồng ba ở đó. Anh ở nhà anh thứ chín lần. Dạ yeah. Anh em đông, em cũng vậy chứ gì nữa. Anh tới 11 anh em lần. Em cũng 11 anh em. Em tới thứ 8 đó. Đông lắm. Mà giờ còn nguyên hết trơn. Có bà chị thứ tư bữa hôm dịch bệnh đó, bà bệnh nó chết đó chứ. Còn 10 người, giờ còn 10 người. Còn chết thứ hai. Còn anh thứ hai với mình thứ tư. Dạ. Hy sinh thời chống Mỹ. Dạ. Nói chung nhà anh thì cũng không có đất đai gì nhiều. Dạ. Đất đai thì bà già có nhiều là chia cho anh em mỗi đứa cái nền hết rồi. Dạ. Thành ra không có dư được, ở ngoài chỉ có nền nhà ở gọn vẹn rồi. Dạ. Thì anh thì ở chung với bà chị. Yeah. Chị nói chung bà cũng có nhà chứ không phải bà không có, nhưng mà tại vì anh thờ cha mẹ trong nhà đó. Yeah. Thành ra đi anh đi hoài là thành ra kêu ổng bả lại đó. Yeah. Ở để đốt nhang đốt đồ này kia. Theo em thấy cái hoàn cảnh của anh vậy là em thấy sao? Nắm được không? À, sao? Thì để từ từ rồi à, giờ tìm thì cứ đi. Cho số Zalo đi rồi mình tìm. Dạ. Hiểu từ từ. Dạ. Qua lại tâm sự qua lại đi rồi nếu hợp thì. Dạ. Tiến tới còn không hợp thì mình cũng được thì kết bạn anh em. Dạ. Thôi. Chứ cũng đâu có gì đâu. À, đâu có gì. Này cũng đâu có ép ai đâu. Dạ. Đây mình tự nguyện đến với nhau thôi. Dạ. Không có ép. Yeah. Thì lên đây thì có nhiều thôi thì trao đổi thôi cho biết hoàn cảnh với nhau vậy đó. Yeah. Thì em cảm thấy được thì mình tâm sự từ từ tìm hiểu đi, rồi được thì mình tiến xa hơn nữa, không. Yeah. Được thì mình kết nghĩa anh em vậy thôi. Dạ. Yeah. Ý em sao? Thì sao? Thì thấy anh cũng nói chuyện cũng hiền cũng được, mà để từ từ đi rồi tìm hiểu. Từ từ tìm hiểu cho nó chính xác hơn. Dạ. Yeah. Chứ mình mới gặp là mình đâu có biết đâu, nói bây giờ thì gặp ra đi rồi. Rồi để tìm hiểu để cho biết. À. Dạ. Cái chuyện mình tiến tới thì ở đâu cũng được. Ở. Dạ. chỗ nào mà thuận tiện làm ăn thì cứ ở. Dạ. Giờ lớn tuổi rồi đâu có cần thiết cái chỗ ở. Dạ. Dù giờ ở bên em cũng được mà ở bên anh cũng được. Dạ. Chỗ nào có chuyện làm ăn thì mình cứ ở. Dạ. Không có bắt buộc là phải ở chỗ nào. Dạ. Chỗ nào mình làm ăn được thì cứ ở thôi. Tìm hiểu. Dạ. Đi. Còn hoàn cảnh anh là anh cũng nói vậy đó. Dạ. Thì trong cái nghề của anh là anh đi nhiều hơn ở nhà. Dạ. Nói chung là vậy. Để thà nặng lòng trước mít lòng sau. Dạ. Để sau này rồi cái tìm hiểu được tới nhau rồi cái đừng anh đi hoài thì nó cũng hơi kỳ, đúng không? Dạ. Vậy cái thì gì nói trước thì anh đi làm chứ đâu có gì đâu. Nói chung là đi làm là hoàn cảnh của anh là đi. Dạ. Làm là đi nhiều hơn ở nhà. Dạ. Nói chung là nó như vậy. Dạ. Ví dụ có phép thì mình về, mình được phép thì mình về nhà, còn không có. Dạ. Thì mình cứ đi như vậy đó. Dạ. Thì qua buổi trò chuyện hôm nay thì ấy xong rồi em có muốn gì thì cứ Zalo đó cho thì trao đổi với nhau. Dạ. Vậy thôi.
nếu chấp nhận cho Zalo với nhau rồi trao đổi để tìm hiểu vậy thôi, còn nếu được thì mình tiến xa nữa, còn không được thì kết nghĩa anh em vậy thôi, không có gì. Thì sau cái chuyện này thì nếu đồng ý thì em cho Zalo thì anh cũng chấp nhận cho Zalo thì tìm hiểu nhau, nó hợp thì tiến tới, còn không hợp thì anh kết nghĩa anh em vậy thôi. Lát đi rồi em cho anh số cho Zalo đó rồi. Rồi lúc nữa nói anh cho cái Zalo rồi trao đổi thôi chứ có gì đâu. Chuyện mình người thật chịu thật cứ thoải mái không có gì hết. Cứ nói thẳng với nhau, ví dụ có gì cứ rút mắt cứ nói thẳng với nhau, không có giấu che gì hết. Lên đây rồi là không có giấu. Vậy chứ giấu sao mai mốt là nếu như giờ giấu thì mai mốt anh cũng biết cái gì đó. Đó vậy đó. Sao giấu bây giờ được? Mình cứ tìm hiểu đi. Vậy thôi đến nay cũng vậy cũng được rồi ha. Chương trình bây giờ hai anh chị cũng trò chuyện nãy giờ đó. Rồi hai anh chị cũng có thể cho chương trình biết là hai anh chị có một cái mối tương đồng gì chưa? Thì nãy giờ tôi cũng nói hết rồi, nhưng mà giờ chỉ nói là để tìm hiểu thì xin Zalo thì tôi sẵn sàng cho Zalo để tìm hiểu thôi, có gì đâu. Bây giờ hai anh chị quyết định là mình cho số với nhau để tiến tới cái quá trình tìm hiểu để đi đến cái kết quả tốt đẹp sau này ha. Vậy là hai anh chị nhất trí đúng không? Rồi vậy chương trình cũng cảm ơn cuộc gặp gỡ của hai anh chị buổi chiều hôm nay. Rồi cũng chúc cho hai anh chị sớm ngày tìm được cái gọi là cái gì ta, cái tâm đầu ý hợp để mình ghép cái mảnh ghép yêu thương lại với nhau anh chị ha. Và chương trình cũng rất mong được dự một cái lễ nho nhỏ để ra mắt của hai anh chị và con cộng đồng mạng cũng rất là trong mong cái việc đó. Rồi thôi bây giờ mình cũng kết thúc chương trình tại đây ha anh chị ha. Chương trình cũng xin kết thúc và chúc quý vị có nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong sự nghiệp nha. Bây giờ chào và hẹn gặp lại.